Quyền Lê xin chào tất cả anh chị em trong ban quản trị câu lạc bộ Deliver trên tình bạn. Xin chào tất cả anh chị em ngoài câu lạc bộ. Hôm nay nhân dịp đầu xuân mới, Quyền Lê xin gửi đến ban quản trị và tất cả anh chị em lời chúc sức khỏe và lời chào thân mến. Xin chúc tất cả anh chị em hưởng một năm mới vui tươi, an lành, hạnh phúc và phát tài. Quyền Lê hôm nay xin được vào giao lưu vài ca khúc cùng với con gái của Quyền Lê ạ.
một lời nguyện xin chờ. Mong đầu năm cuối năm gặp mai, gia đình luôn hạnh phúc với đầy, trên bước đường lăn lăn đời sống mây duyên vừa đẹp. Một lời.